Anh em đang có nhu cầu nạp coin eFootball uy tín, chất lượng, giá rẻ, ưu đãi, liên hệ ngay fanpage Pau Game. Link page đã được mình để dưới phần mô tả cũng như là bình luận video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả channel của mình và mình là Pau Game đây. Thì ngày hôm nay mình rất cảm ơn bạn Hưng Phan Văn đã cho mình mượn nick để trải nghiệm về con hàng Eric Cantona anh em ạ. Cảm ơn bạn Hưng rất nhiều. Và chúng ta phải thực sự bất ngờ với Konami khi trong mùa năm nay Konami cho chúng ta rất nhiều những cái cầu thủ mới, những cầu thủ tai to mặt lớn mới. Và ngày hôm nay mình sẽ đi trải nghiệm về Eric Cantona, một trong những huyền thoại phải nói là có sự ảnh hưởng rất lớn ở đội chủ sân Old Trafford. Và đến với bộ chỉ số của Cantona, đây là cái chiều cao là 1m88 và 28 tuổi, thuận chân phải. Chỉ số mắc của thẻ phiên bản này đó chính là 103. Style phiên bản này đó chính là deep lane forward, một style có lối đá lùi sâu một chút và kết nối với các vệ tinh xung quanh. Đã được tiền đạo SS cũng như là vị trí AMF luôn. Bộ chỉ số gồm có cái nhận thức tấn công là 86, điều khiển bóng là 91, rơi bóng là 90, xử lý không gian hẹp là 93, chuyền thấp là 82 và chuyền bổng là 74. Một tiền đạo như Cantona lại có khả năng chuyền rất hay này, khả năng chuyền thấp hay. Khả năng dứt điểm là 91, tốt luôn này. Khả năng dứt điểm này ngon, lại còn có cả chuyền, còn có cả cầm bóng nữa, khét đây anh em ạ. Đánh đầu là 72, không tốt lắm. Sút phạt 86 và độ xoáy là 89. Ui sổi ôi, số này ngon. Chiều cao Cantona cũng khá là tốt đấy chứ, nhưng mà cái khả năng đánh đầu là không tốt. Hiếu chiến là 84 cơ à, máu nhở. Tốc độ 81, tăng tốc 91 và lực sút là 95. Bật nhảy là 75 này, tỷ đề 81 và thăng bằng là 84. Thể lực là 87. Ui dồi ôi, bộ chỉ số Cantona cực kỳ đẹp luôn. Đầy đủ hết. Và khả năng sự chân thuận của Cantona cực kỳ hay anh em nha, hai chân 22 luôn. Đây là những chỉ số được búp dành cho Cantona, có cái điều khiển bóng này, cái dứt điểm, cái lực sút và cái tỷ đề. Những cái búp mà rất ngon luôn dành cho Cantona. Thì chúng ta chuyển qua cái bộ skill của Cantona anh em nhá. Cantona thì không có skill qua người, chúng ta có chip shot này, racing shoot này, sút xa, dứt điểm tư thế khó, heo trích, chuyền một chạm, chọc khe, tạt xoáy luôn cơ à. Có outside curler cùng với cả no look pass. Ai già Cantona lại rất đầy đủ về khả năng sút này. Rồi thì khả năng chuyền trọt Cantona cũng có luôn để chúng ta thể đá được vị trí AMF. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì Cantona đá vị trí AMF thì lại không hay cho lắm đâu. Anh em chơi cứ để lên đá tiền đạo cắm hoặc là đá CS. À mình xin lỗi, đá vị trí SS là cái hai cái vị trí mà mình thấy hay nhất đối với Cantona. Và hay nhất vẫn là cái vị trí SS anh em nhá. Đá SS trong sơ đồ hai tiền đạo thì Cantona đá cực kỳ hay. Và anh em tí nữa mình cũng sẽ trải nghiệm cho anh em xem. Và bây giờ trận đầu tiên mình sẽ đá vị trí CS trước. Thì Cantona ở phiên bản này là một style deep lane forward. Style này không còn quá xa lạ với anh em nữa rồi. Một style mà mới đây thôi thì chúng ta cũng đã có bài trải nghiệm về Neymar rồi. Và đây là Cantona, một cầu thủ cũng có cái style đó. Nhưng mà Cantona hơn Neymar một chỗ, đó chính là Cantona có khả năng kết nối lối chơi tốt hơn là Neymar. Đấy rồi, từ từ đã, đây là một tình huống mà David Beckham tạt bóng cho Cantona không được. Nhưng đó Rashford vẫn còn, Cantona không được. Không thể tin nổi trong pha bóng vừa rồi, chúng ta có thể bỏ lỡ. Quá đáng tiếc, một pha bóng mà 10-10 rồi. Nhưng cái chân của hậu vệ đội bạn là quá nhanh, quá dài. Thì quay trở lại với Cantona. Ở phiên bản này thì Cantona có một cái bộ chỉ số khá là đẹp về khả năng chuyền luôn, cho nên là khả năng kết nối lối chơi của Cantona rất hay. Và đây là Erling Haaland. Cái quái gì vậy? Rồi ôi, để Haaland nó dứt điểm kìa. Không hiểu hậu vệ làm gì. Chuyền của đấy lỗi thế nhở. Rồi ơi là rời. Không sao cả, chúng ta lâm vào thế khó nhưng thời gian vẫn còn nhiều. Vẫn còn rất nhiều cơ hội cho chúng ta. Thì mà Eric Cantona vẫn còn ở đó, chúng ta vẫn chưa thể hiện hết được ở Cantona. Eric Cantona thì có một bộ chỉ số rất đẹp rồi. Mình cứ nói lại những cái mình đã nói rồi nhỉ. Nhưng mà mình vẫn phải nói anh em ạ, tại vì bộ chỉ số nó đẹp quá. Chúng ta có khả năng cầm bóng là điểm rất mạnh, khả năng xử lý không gian hẹp, rồi thì khả năng dê bóng của Cantona. Và rồi thì khả năng chuyền bóng nữa để Cantona có thể ban bật tốt hơn. Và Eric Cantona cũng có bộ skill về khả năng chuyền bóng, chuyền một chạm rồi thì chọc khe. Và có cả tạt xoáy anh em nha, rất lạ luôn. Và đây là Diego Dalot. Ở trong có Marco Rashford. Thì đây là Cantona với một vài chọn vị trí tốt. Và Cantona, chúng ta cùng giữ lại tình huống vừa rồi. Tình huống mà Cantona đã lùi xuống để có thể ban bật cùng các đồng đội. Và một pha mở bóng ra biên là tốt. Một đường chuyền có điểm rơi. Và rồi bóng được đưa vào vòng cấm. Và nơi có vị trí của Eric Cantona đã chọn vị trí quá tốt. Không ai kèm cả. Một pha mà Cantona lùi xuống đợi bóng. Các hậu vệ của đội bạn làm cái quái gì vậy? Khoảng trống quá nhiều cho Cantona. Eric Cantona là một trong những cầu thủ có thể dứt điểm rất tốt bằng cả hai chân, cũng như là khả năng cứa lòng của ông cũng cực kỳ hay, khi mà cái độ xoáy cũng là cái lực sút, rồi thì cái khả năng dứt điểm được bổ trợ cho nhau rất đồng đều, và khiến cho những cái pha đặt lòng của Cantona hay là những cái pha cứa lòng xa hay là dứt điểm từ xa của Cantona đều rất nguy hiểm.
và anh em có khoảng trống lên đóng anh em ạ, đóng cực kỳ tín luôn, lực sút căng, finishing cao, còn có đầy đủ skill nữa chứ. Ok ạ, ơ kìa, may quá, chúng ta vẫn phòng ngự tốt, không phòng ngự tốt chỉ có niệm thôi. Một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý ở Katona đó chính là ông không có những skill qua người, cho nên anh em nên ép thêm, ép thêm cái đáp tắt để chúng ta tạo khoảng trống dễ hơn để dứt điểm này. Chúng ta ép thêm cái xoay trong chóng này đấy, để chúng ta có thể tự tạo khoảng trống để dứt điểm với Katona. Tại vì khả năng xử lý bóng của Katona cũng rất tốt anh em ơi, khả năng dê bóng các thứ tốt lắm, xử lý nhanh gọn và dứt điểm cực kỳ gọn luôn, kể cả khả năng chọn vị trí Katona này. Đây là Katona này, tự tạo khoảng trống và Katona không được pha bóng mà Katona đã tự tạo khoảng trống và dứt điểm. Và đây sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho chúng ta, và ở trong có Rafael Varane. Tại sao mình lại không hướng quả bóng đến đầu của vị trí Cantona? Đó chính là vì Cantona không phải là một cầu thủ chơi bằng đầu tốt, cho nên bóng được hướng đến những cầu thủ có khả năng không chiến tốt như Rafael Varane, và chúng ta đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đó cũng sẽ chính là cái điểm yếu của Cantona anh em ạ, một cầu thủ có một cái chiều cao tốt, có một thể hình tốt, nhưng mà Cantona lại không có khả năng đánh đầu quá hay. Khả năng bật nhảy, khả năng đánh đầu của Cantona đều không hay cả. Ở đây cũng sẽ là cái một cái điểm yếu khi mà chúng ta chơi Eric Cantona ở vị trí tiền đạo anh em nhé. Thì ngày hôm nay thì mình ngồi mình tìm hiểu một chút về Cantona. Thì mình lên Google mình gõ tên của ông ra thì nó lại ra diễn viên anh em ạ. Mình cũng không biết, tại mình không theo dõi về Cantona nhiều cho lắm, cho nên mình không biết rằng là sau khi giải nghệ bóng đá thì hiện tại ông đã là một đạo diễn, diễn viên. Thực sự rằng Cantona rất hay luôn này, vừa đá bóng hay lại vừa làm diễn viên đạo diễn luôn, đỉnh thực sự. Và trong cái bản lần này mình vẫn còn thấy một cái thiếu sót nữa ở Cantona, một cái mình chưa thấy ưng ý cho lắm, nhưng mà đây sẽ là một pha thoát xuống của Marco Rafus. Marco Rafus ở trong có Bruno, không được, nhưng vẫn của nó là Eric Cantona. Lại một lần nữa cái khả năng di chuyển, khả năng chọn vị trí trong vòng cấm của Eric Cantona đã được thể hiện. Pha bóng mà chúng ta trồng biên tốt, Marco Rafus với cái tốc độ, kỹ thuật của mình đã băng xuống và rồi truyền cho Bruno. Và dứt điểm bằng đầu của Bruno là rất khó chịu, khiến cho thủ thành của bạn không thể bắt dính. Và Cantona đã chọn vị trí hay để kết thúc trận thi đấu này. Và chắc chắn rồi thì bạn đã out anh em ạ. Một trận thi đấu chiến thắng của chúng ta. Và sang trận thi đấu thứ hai, mình sẽ để Eric Cantona đá vị trí SS anh em ạ. Đá đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là Cantona sẽ không phải là một tiền đạo cắm thực thụ nữa. Và lúc này thì ông sẽ di chuyển hay hơn, di chuyển sâu hơn. Vì thế chúng ta sẽ tận dụng được hết cái chỉ số của Cantona, khi mà khả năng làm bóng của ông thực sự là rất hay anh em ạ. Khả năng làm bóng, khả năng kết nối lối chơi là rất tốt đến từ Cantona. Đây rồi, Eric Cantona không được. À đấy, mình quên mất, mình đang nói dở về cái bản này, mình chưa thấy ưng ý lắm. Tại vì còn thiếu một cái skill mà mình cần phải có ở Cantona mới có thể hoàn chỉnh được. Đấy, Konami làm hơi thiếu, là đây là một điểm trừ nửa số điểm luôn. Đó chính là cái skill sút cổ động viên. Đúng rồi, Eric Cantona sẽ thiếu được cái skill này. Một cái skill sút cổ động viên phải có ở Cantona chứ. Hoặc là một điệu ăn mừng sút cổ động viên chẳng hạn. Đấy, rất là thiếu sót đến từ Konami nhá. Và đây là pha tấn công của chúng ta. Ở trong có Cantona, một chạm tốt và Cantona. Một bàn thắng đơn giản. Một lần nữa, cái khả năng chọn vị trí của Cantona lại được phát huy. Với một tình huống mà Cantona đến sau và đã xuất hiện ở một vị trí quá trống trải để có thể tung ra pha dứt điểm. Và khả năng một chạm đầu tiên của Cantona là rất tốt, để xoay người rồi dứt điểm bằng chân thuận. Pha xử lý rất hay bằng hai chân của Cantona, đệm bằng chân trái và dứt điểm bằng chân phải. Quá hay. Đấy, cái phiên bản này thì có cái hiếu chiến tốt này. Cái khả năng hiếu chiến của Cantona là cao phết đấy, là 84. Và khả năng lực sút là 95. Đấy, thế này mà sút cổ động viên thì ui sổi thấm luôn. Thế đáng lẽ Konami phải làm quả skill đấy nó mới đỉnh chóp. Cantona mà có skill đấy cũng mà Konami ở đất khách ngay. Đấy rồi, Bruno Fernandes chống biên với cả Drogba. Không đủ tốc độ thì chúng ta truyền lại vào trung lộ. Đây là vị trí của Cantona. Cantona vào đây, Eric Cantona. Một siêu phẩm dành cho King Eric. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng vừa rồi. Bàn thắng mà một lần nữa Cantona lùi sâu. Và rồi kiến thiết lối chơi Drogba lần này thì không có mặt trong khu vực trung lộ, mà là làm tường dành cho Cantona. Một pha fake shot để loại bỏ trung vệ của bạn và tạo khoảng trống dứt điểm. Nesta như trời. Cantona thì xử lý quá tốt rồi. Một pha vùng trần quá mạnh đến từ Cantona. Cú đúp dành cho King Eric Cantona. Hay thế nhờ, Cantona này làm bóng cực kỳ tốt luôn, lùi sâu rất tốt.
Như này thì Drogba ở trên sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Nhưng mà do là hôm nay clip không phải của Drogba cho nên là kệ Drogba đi. Ta sẽ thể hiện hết sức cái khả năng của Eric Cantona. Hiện tại thì ông đang có cú đúp trong trận này rồi. Để qua thăng hòa mới ở hiệp 1 thôi. Ở kìa, phá bóng đi nào. Quá lập bập. Tốt này. À, cái sơ đồ đá hai tiền đạo này thì mình đá hơi ngu anh em ạ. Lâu lắm rồi mình mới đá lại. Cho nên là mình nếu mà có đá ngu quá thì anh em cũng thông cảm cho mình nhé. Mình ban bật cái sơ đồ này hơi ngu. Nhiều anh em ban bật cái sơ đồ kim cương này thực sự rất hay. Nhìn rất đẹp mắt luôn. Bật qua bật lại là có bàn ngay, còn mình luống cuống nào anh em ạ. Đây là Cantona này, Cantona không được. Đấy, cái tốc độ của Cantona thì nói chung là cũng không phải là chậm. Nhưng mà nói chung cũng không phải là quá nhanh, khi mà cái tăng tốc là nhanh thôi. Còn cái tốc độ thì cũng chỉ gọi là bình thường thôi. Cái tốc độ cũng như thế thì nó cũng không phải gọi là quá tốt đâu. Nhưng cái tăng tốc thì rất nhanh đấy anh em ạ. Cho nên là những cái tình huống ở sát vòng cấm, ở gần vòng cấm thì chúng ta sẽ sử dụng những cái đường chọc khe của Cantona vẫn rất hiệu quả. Khi mà cái tăng tốc của Cantona rất nhanh. Nhưng mà đua đường dài với Cantona thì lại là một cái điều gì đó nó hơi cấn cấn. Tại vì cái tốc độ nó không quá nhanh để có thể đua đường dài được. Chỉ có tăng tốc nhanh thôi nhưng mà tốc độ thì không đủ để có thể đua. Cho nên anh em cũng phải lưu ý với Cantona anh em nhé. Vẫn là một tình huống lập bập của chúng ta. Chưa cắt được bóng, cắt được rồi. Phải để Wan-Bissaka cơ. Máy xoạc mới có thể cắt được bóng. Phản công. Ở đây Cantona. Ôi rồi, ông Drogba đứng ở đâu đây? Ông Drogba đá cánh à? Đấy rồi, Drogba không được. Đúng là Drogba, khả năng di chuyển là rất rộng luôn. Mình nói rất nhiều Drogba rồi, đã có video rồi. Và cái khả năng di chuyển của Drogba là rất rộng. Nếu mà đá trong cái sơ đồ một tiền đạo thì như thế mình lại thấy rất lợi. Nhưng mà đá trong cái sơ đồ này mình lại thấy không lợi lắm. Đây là, ôi dồi ôi, một tình huống mà Cantona lùi sâu làm bóng cho Drogba. Nhưng mà Drogba lại di chuyển hơi sớm một tí. Với khả năng chuyển Cantona cũng rất hay, anh em ạ, làm bóng tốt. Anh em thích thì vẫn có thể đá vị trí A mà F được, vẫn hay thôi, nhưng mà vẫn không hay bằng SF cũng như là CF thôi. Nào, thời gian không còn nhiều. Đá chắt chiu đi, làm cho Cantona quả hat-trick xem nào. Ôi giời ơi, và dứt điểm rất căng của Kaká. Tí thì chúng ta niệm đây, Kaká dứt điểm quả tốt thật. Tôi bị cay phá bóng, lại là Kaká không vào, nhưng đây rồi, tôi đừng sút anh ơi. Ôi may quá, hoan hô thủ thành Onana. Ôi trời ơi, một ngày thi đấu xuất thần của Ohaha. Onana đã giữ lại chúng ta một trận thi đấu sạch lưới. Tí thì bị sút cho rách lưới luôn ạ, à. May thật. Đấy rồi, Tommy Kay vào trên, có David Beckham. David Beckham căng ngang cho Højlund. Robert Højlund là người kết thúc trận thi đấu này. Và chúng ta thấy được rằng cái giá trị của Onana, khả năng chơi chân của Onana. Trong tình huống này, một tình huống mà Onana đã phát động phản công. Và bạn David Beckham thoát xuống qua trống trải để căng ngang cho Højlund. Một bàn thắng quá dễ dàng ở những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu này. Và trận đấu cũng đã kết thúc với tỷ số là 3-0. Một trận thi đấu mà Eric Cantona là nhân vật chính, đã cực kỳ bay với cú đúp. Và có lẽ bây giờ mình xin kết thúc cái bài review nhanh của mình về Eric Cantona đây thôi. Và nếu anh em nào đang có nhu cầu làm coi iOS, Android an toàn thì có thể liên hệ mình qua fanpage Bao Game, mình để link dưới phần mô tả anh em nhé. Đầy đủ các gói coi sale iOS, Android cho anh em luôn. Anh em cũng đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn giờ thì bye bye anh em, bye bye. Very impressive the way they cut through the heart of that defense.